khủng long Megalosaurus sống vào thời kỳ giữa của kỷ Jura, cách ngày nay khoảng 166 triệu năm, tại vùng đất mà ngày nay là Anh Quốc. Hóa thạch đầu tiên của loài khủng long này được phát hiện vào năm 1676 ở Oxfordshire, Anh Quốc. Trong những năm sau đó, đã có thêm rất nhiều hóa thạch tương tự được tìm thấy. Và phải mãi đến năm 1822, loài khủng long này mới chính thức được đặt tên là Megalosaurus. Và đây cũng là loài khủng long đầu tiên được định danh. Mặc dù vậy, cho tới tận ngày nay, hiểu biết của con người về loài khủng long này vẫn rất hạn chế vì chưa có mẫu hóa thạch nào được tìm thấy đầy đủ. Cũng vì vậy, việc phục dựng hình dáng của loài này cũng chỉ mang tính chất tương đối. Megalosaurus là loài khủng long ăn thịt cỡ lớn. Nó là đại diện điển hình cho chi khủng long Theropoda, với đặc điểm đứng bằng hai chân, cánh tay ngắn và chiếc đuôi dài. Chúng sở hữu hộp sọ lớn, bộ hàm mạnh mẽ và những chiếc răng dài sắc nhọn. Theo ước tính, một con Megalosaurus trưởng thành có thể dài từ 7 đến 9 mét, nặng khoảng 1 tấn.